Vâng, Sử Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Rất vui lại được gặp tất cả quý cô bác anh chị khán giả trong video của ngày hôm nay. Và hiện tại thì cơ sở chúng em đang chuẩn bị một số các cái sản phẩm đồ gỗ để trong ngày mai sẽ giao về cho chú Lễ tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Dạ vâng, trước khi đi giao thì chắc là quý anh chị cũng biết rồi. Cơ sở bên em thì luôn luôn có công tác đó là kiểm tra trước ít nhất sẽ là một ngày, để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của chúng em khi đi giao nó đều phải đảm bảo được cái chất lượng một cách tối đa nhất. Thế thì hôm nay có một số những sản phẩm của gia đình chú thì cơ sở chuẩn bị bàn giao. Đó là một bộ bàn ăn. Đầu tiên đây là một bộ bàn 6 ghế với chất liệu là gỗ gõ đỏ, bàn chữ nhật, có tiêu chuẩn giá là 2-3 triệu. Bàn chân ghế thì cơ sở chúng em đã cho anh em là cân hết rồi. Chúng em cân chỉnh để đảm bảo rằng nó không có bị cập kênh. Cũng như là tất cả các chi tiết sơn chúng em cũng đã cho anh em thợ kiểm tra thật là tỉ mỉ. Một chiếc tủ thờ gỗ căm xe, kích thước 1m73, hàng trơn, mẫu trơn, không có đục chạm ô chám ạ. Đây là sản phẩm được hoàn thiện với giá là 17.500.000. Thì công tác của anh em chúng em bây giờ thì sẽ là kiểm tra sơn cũng như là tay nắm, hộc kéo, tất cả các thứ thì chúng em đã bán xong. Tay nắm ổ khóa quý chị nhé. Đó, một chiếc tủ gỗ căm xe với giá 17.500.000, cực kỳ chất lượng, có sự kết hợp chung với chất liệu là gỗ thao lao hay còn gọi là gỗ bằng lăng đấy. Đó, bằng lăng thì làm ở trên các cái lóc đình này cũng như là các cái phần hậu này. Đó, còn tất cả các phần khung xương chính rồi mặt tiền nó là gỗ căm xe, cực kỳ là chất lượng. Thêm một số những sản phẩm nữa mà cơ sở sẽ bàn giao, đó là có hai cái tủ áo, một cái tủ cánh lùa và một cái tủ thì cơ sở làm theo kiểu cánh tự nhiên thôi, tủ bốn cánh. Đó, đây là có hai cái tủ như này nha quý chị nhá. Đó, có hai cái tủ một mét tám cánh lùa là sẽ có hai cái, thì một cái ở bên này. Đó, còn một cái thì nó nằm ở ngay khu vực phía bên ngoài, chắc quý chị chúng ta vừa xem ở đoạn đầu video. Thì cái tủ cánh lùa mét 8 này thì cơ sở hoàn thiện với giá là 10 triệu. Đó, và cái tủ sồi màu này cũng tương tự cùng mức giá luôn, đó là 10 triệu một cái nha quý anh chị. Đây là một trong những cái phân khúc hàng rất là bình dân thôi, rất là dễ mua cho quý anh chị chúng ta dễ lựa chọn. Cánh lùa thì sẽ thiên dành cho quý anh chị chúng ta thích gọi là không gian của chúng ta nó có giới hạn, chúng ta dùng cánh lùa. Đó, còn tự nhiên thì chúng ta cứ dùng những cái cánh mở bình thường. Đó là hai cái lối dùng, nói chung là tùy thuộc vào không gian mà chúng ta có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình. Nói chung thì cánh mở thì nó vẫn là xài bình thường. Tuy nhiên thì nhiều cái không gian phòng nó hẹp, nó chật ấy, thì mở ra thì nhiều khi nó bị vướng vào giường hay là vào những cái chi tiết khác, thì mọi người có thể cân đối sang cánh lùa. Thực ra thì cái giá tủ nó vẫn là như vậy thôi, nó không có cái sự chênh lệch. Cho nên quý anh chị chúng ta thoải mái trong cái việc lựa chọn. Và cùng trong đơn hàng của chú Lễ thì ngày mai cơ sở cũng sẽ có bàn giao cả giường nữa. Giường gỗ tràm bông vàng lõi mét 6 và mét 8. Thì mét 6 cơ sở bên em hoàn thiện là 5.800.000, rồi mét 8 là 6.500.000. Thì các sản phẩm vẫn đang ở đây, anh em chúng em sẽ tiếp tục là kiểm tra đó để trước khi đưa lên xe và bàn giao cho chú. Thêm nữa thì trong đơn hàng của gia đình nhà mình có thêm một chiếc trang thờ ông thần tài thổ địa 60, có hộp đèn. Đây là sản phẩm được hoàn thiện với giá là 5.500.000 quý anh chị nhé, 5.500.000. Và như quý anh chị cũng thấy rằng hiện tại thì đang trong vào cái thời điểm là cũng cận Noel này, rồi Noel thì sẽ nhanh chóng là đến Tết Tây thôi, và cũng đến Tết Tết cổ truyền. Thì quý anh chị cũng thấy rằng là cuối năm thì cái mức độ công việc nó cũng sẽ rất là diễn biến rất là nhanh. Đó, và nhu cầu sử dụng đồ gỗ nội thất của tất cả quý cô bác anh chị khán giả thì chắc chắn sẽ là tăng cao. Thế cho nên thì cơ sở cũng khuyến khích quý anh chị chúng ta là nếu mà có nhu cầu mua sắm đồ gỗ nội thất ở thời điểm này thì quý anh chị có thể là có thể đặt hàng sớm đó, để mình có những cái sản phẩm đẹp nhất cũng như là chất lượng nhất để dùng ở trong điều kiện cuối năm. Và ở thời điểm hiện tại ngay như bây giờ thì thực sự với quý anh chị là đã có một số những cái sản phẩm mà khó quá đó, khó và cảm thấy không kịp thời gian, thì cũng đã có một số những cái sản phẩm chúng em không dám nhận nữa đó. Cho nên là nếu mà quý anh chị chúng ta mà có nhu cầu về đồ gỗ nội thất thì anh chị có thể là mình có thể nhanh chóng mình đặt để đảm bảo rằng là mình sẽ có những cái sản phẩm đẹp cũng như đúng ý để mình sử dụng trong điều kiện cuối năm đó. Và cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng theo dõi video của ngày hôm nay, cùng những cái sản phẩm đồ gỗ của Mộc Nam Huy và đơn hàng của chú Lễ ở Đức Trọng, Lâm Đồng.
Thì bên em sẽ cố gắng là trong ngày mai giao cho chú. Nếu được thì em cũng sẽ trực tiếp đi đơn hàng và quay phim lại cho quý anh chị chúng ta cùng xem và cùng tham khảo. Ngoài ra thì trong xưởng chúng em cũng còn nhiều những cái sản phẩm khác. Quý anh chị nếu cần tư vấn thêm có thể liên hệ với cơ sở bên em qua những số điện thoại được ghi trực tiếp trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Cơ sở xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video kế tiếp.